Wilson Audio Sabrina X, loa cột tham chiếu của năm. Năm 2020, trong suốt quá trình trải nghiệm hơn 30 mẫu loa khác nhau tại Test Lab, ấn tượng nhất đối với ban biên tập chúng tôi chính là thiết kế loa Wilson Audio Sabrina X, một kỳ quan loa cột cỡ nhỏ. Dù là một bản nâng cấp, nhưng Sabrina X đã có một bước nhảy ấn tượng trong thang bậc trình diễn âm thanh nhờ thừa hưởng rất nhiều kỹ thuật công nghệ của siêu loa Chronosonic XVX. Đôi loa Sabrina trước đây chỉ được trang bị vật liệu X ở mặt trước và đáy loa, thì sang đến thế hệ mới, toàn bộ thùng loa đã được Wilson Audio sử dụng vật liệu có đặc tính siêu cứng, công hưởng nội cực thấp. Về thiết kế driver, chỉ duy nhất loa mid được giữ nguyên, còn lại driver woofer và đặc biệt là tweeter được nâng cấp đến cấp cao nhất. Driver woofer của Sabrina X lấy từ model Sasadao, trong khi tweeter Dome 1H là loại đắt giá và mới nhất của Wilson Audio, đó chính là Conversion Synergy MK5. Tweeter này có khả năng trình diễn năng lượng ở dải cao với độ nhiễu cực thấp, tái tạo được nét tương phản ở chi tiết micro siêu nhỏ và quan trọng là vẫn duy trì được nhạc tính cũng như hài âm tự nhiên. Sự kết hợp giữa thùng loa toàn vật liệu X và driver woofer mới đã giúp cho Wilson Sabrina X tạo được nền bass vững hơn, nhanh hơn và ngay cả độ dynamic tầng mid bass cũng hoàn thiện về năng lượng và độ động. Tất cả những phẩm âm ấn tượng này đã giúp cho Wilson Audio Sabrina X trở thành hình mẫu loa cột tham chiếu của năm 2020.